Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại diễn đàn Tiếng gọi nước Nga hôm 7 tháng 12 rằng trên thực tế, Mỹ đang lợi dụng chính các đồng minh của mình như mọi chủ thể khác trong nền kinh tế toàn cầu trong đó tổng thống nga nói mỹ đang muốn sử dụng toàn cầu hóa như một công cụ để duy trì vị thế thống trị trên thế giới ông putin nhận định washington đã không ngần ngại lợi dụng các quốc gia khác bao gồm cả các đồng minh để đạt được mục tiêu này bên cạnh đó tổng thống putin cho rằng thế giới hiện vẫn có cơ hội xây dựng một nền kinh tế toàn cầu mới thực sự dân chủ theo ông putin toàn cầu hóa được cho là mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên của cộng đồng quốc tế và mang lại cho mọi quốc gia cơ hội bình đẳng để phát triển, nhưng điều này không hề xảy ra trên thực tế. Tại diễn đàn, tổng thống Nga nhấn mạnh Mỹ có tầm nhìn riêng về một thế giới toàn cầu hóa, trong đó Mỹ đóng vai trò dẫn dắt. Tuy nhiên hiện nay trật tự thế giới này đang dần được thay thế bằng một trật tự đa cực, trong đó ông Putin gọi đây là một quá trình không thể đảo ngược. Tổng thống Nga khẳng định, trong bối cảnh thay đổi, Nga đang tìm cách thiết lập một mô hình kinh tế toàn cầu mới, thực sự dân chủ, dựa trên sự cạnh tranh công bằng giữa tất cả các chủ thể. Việc Washington và các đồng minh áp dụng hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào nền kinh tế Nga đã thúc đẩy nhiều quốc gia chuyển từ sử dụng đồng đô la Mỹ sang dùng đồng tiền riêng của quốc gia. Vào cuối tháng 11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nhiều quốc gia, không chỉ Moscow, đang giảm dần sự phụ thuộc vào tiền tệ phương Tây bằng cách sử dụng các giải pháp thay thế trong thanh toán thương mại nước ngoài. Vào thời điểm đó, ông Lavrov cho rằng mô hình toàn cầu hóa không công bằng và không cân bằng đã trở nên lỗi thời ông đồng thời chỉ trích Washington vì biến đồng đô la Mỹ thành vũ khí trong các cuộc chiến thương mại toàn cầu và phá hủy tính chất cạnh tranh tự do toàn cầu khi ngăn chặn hoạt động của tổ chức thương mại thế giới. Ở một diễn biến khác, tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm chớp nhoáng kéo dài một ngày tới các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE và Ả Rập Xê Út. Chuyến đi là nhằm nâng cao vị thế của Nga với tư cách là nhà trung gian hòa giải hàng đầu cho các cuộc xung đột với những mối quan hệ căng thẳng tại Trung Đông. UAE đã tổ chức lễ đón Tổng thống Putin tại cung điện Khát An Watan với 21 loạt đại bác chào mừng, cùng màn trình diễn của các máy bay quân sự tiên tiến. UAE là một đồng minh của Mỹ nhưng cũng có quan hệ chặt chẽ với Nga. Sự tiếp đón trọng thị mà nước này dành cho Tổng thống Putin đã tạo động lực cho mối quan hệ ngày càng mở rộng giữa hai nước, nhất là trong bối cảnh phương Tây gia tăng trừng phạt nhằm vào Nga. Theo Tổng thống UAE, Mohammed bin Zayed, việc tăng cường đối thoại và hợp tác giữa hai nước là rất quan trọng đối với sự ổn định và tiến bộ của khu vực và thế giới. Ông Mohammed bin Zayed nói, UAE vui mừng khi được làm việc với Nga để tăng cường các mối quan hệ và mở rộng các lĩnh vực hợp tác hướng tới tăng trưởng và phát triển hơn nữa trong giai đoạn tới, đặc biệt là trong các lĩnh vực ưu tiên và đổi mới, năng lượng, cơ sở hạ tầng và công nghệ mới. Điều này sẽ ủng hộ hơn nữa mối quan hệ của hai nước cũng như mở rộng các lĩnh vực hợp tác tham vấn và trao đổi cả về song phương và các vấn đề khu vực và quốc tế. Chuyến thăm UAE và Ả Rập Xê Út là chuyến công du nước ngoài hiếm hoi của nhà lãnh đạo Nga kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm ngoái. Trước đó, hồi tháng 10, ông Putin đã thăm Trung Quốc và thực hiện một số chuyến đi tới các quốc gia thuộc Liên Xô cũ trong những tháng gần đây. Chuyến đi cũng diễn ra sau một loạt chuyến thăm khu vực của các nhà lãnh đạo phương Tây, trong đó có Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đã gây ra mối lo ngại lớn đối với Trung Đông, đặc biệt là UAE, khi nước này đạt thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel năm 2020. Các cuộc tấn công gần đây của nhóm vũ trang Hồi giáo Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen đã đe dọa hoạt động vận chuyển thương mại ở Biển Đỏ. Tổng thống Putin đã đề xuất Nga có thể đóng vai trò trung gian hòa giải nhờ mối quan hệ thân thiện với cả Israel và Palestine. Nhà lãnh đạo Nga cũng dự kiến sẽ tiếp đón Tổng thống Iran Ibrahim Raisi tại Điện Kremlin trong ngày hôm nay. Các nhà bình luận tại Nga cho rằng cùng với Iran, UAE và Ả Rập Xê Út là con đường quan trọng để Nga gia tăng ảnh hưởng tại Trung Đông và bù đắp những thiệt hại do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Hãng tin TASS dẫn tin ông Gladkov thống đốc vùng Benkorod viết trên kênh Telegram như sau. Tại vùng Benkorod, làng Surablevka bị nã 9 quả pháo, làng Stetinovka là mục tiêu của 4 quả đạn pháo và 17 quả đạn súng cối. 3 quả đạn pháo lao tới làng Karasnikuto và 6 quả đạn nhằm vào làng Nomoka. Hai thiết bị nổ được một máy bay không người lái UAV thả xuống Karasnikuto. Kết quả là các mảnh vỡ của UAV đã rơi xuống làng Repnoye, làm 3 ngôi nhà bị hư hại. Tại quận Gravoronsky, một UAV cảm tử đã tấn công cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc ở làng Gokovsky. Ngoài ra, các lực lượng Ukraine đã dùng UAV nhắm vào trạm kiểm soát ô tô Gravoron. Khu vực ngoại vi của làng Kozinka bị trúng đạn súng cối 16 lần. Một ngôi nhà có mái nhà, mặt tiền và cửa sổ bị hư hại do các mảnh đạn. Tại quận Krasnoyarsky, lực lượng Ukraine đã bắn 14 quả đạn pháo vào ngoại vi làng Diajovoye một đường dây điện bị hư hỏng nhưng hiện tại nguồn điện đã được khôi phục. Trong một diễn biến khác, khi một máy bay không người lái của Ukraine giám sát từ trên cao, hai xe tăng gồm một chiếc T-64 của Ukraine và một chiếc T-72B3 của Nga đã đụng độ trực tiếp với nhau ở khu vực phía bắc Adipka. Chạy xuyên qua những hàng cây, hai chiếc xe tăng do Liên Xô thiết kế đã bắn vài phát đạn từ những khẩu pháo chính cỡ nòng 125mm gần tương tự nhau. Sau đó, hình ảnh từ đoạn clip cho thấy dường như xe tăng phía Nga đã trúng một quả đạn pháo và rút lui. Một máy bay không người lái mang theo chất nổ của Ukraine đã đuổi theo chiếc T-72 khi xe tăng Nga rút lui, tấn công nhằm vào tháp pháo. Trận chiến xe tăng trên là đáng chú ý vì hiếm gặp. Ở Ukraine, xe tăng thường dẫn đầu các cuộc tấn công bộ binh vào chiến hào của đối phương hoặc thậm chí thường xuyên hơn đã bắn vào các vị trí của đối phương từ xa hàng km. Trận chiến này cũng đang chú ý vì có thể liên quan đến lữ đoàn xe tăng số 1 của quân đội Ukraine, lữ đoàn giàu kinh nghiệm nhất trong số 5 lữ đoàn xe tăng của lực lượng vũ trang Ukraine. Lữ đoàn xe tăng số 1 đã trở nên nổi tiếng khi làm nhiệm vụ bảo vệ Chernihiv, miền Bắc Ukraine, trong những tuần đầu khi các lực lượng Nga tấn công diện rộng vào Ukraine. Nằm phục kích trong các khu rừng xung quanh thành phố, cách Kiev gần 100 km về phía Bắc, xe tăng T-64BV được nâng cấp của lữ đoàn xe tăng số 1 đã giao chiến với các lực lượng Nga ở cự ly gần. Các nhà phân tích Mikhailo Zabrowski, Jack Watling, Alexander Daniliuk và Nick Raynon đã viết trong một nghiên cứu cho Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Russia ở London, Anh. Được huấn luyện tốt kết hợp với vũ khí hiện đại và khả năng nạp đạn tự động nhanh hơn của xe tăng T-64, cho phép các đơn vị xe tăng Ukraine chiếm ưu thế hơn trong các cuộc giao tranh tầm gần trước các đơn vị Nga đang bị bất ngờ. Thượng viện Quốc hội Nga hôm 7 tháng 12 đã ấn định ngày 17 tháng 3 năm 2024 là ngày chính thức diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối bình luận về khả năng tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Ông nói rằng sẽ quay lại chủ đề này sau khi Quốc hội quyết định thời điểm tổ chức bỏ phiếu. Ông Putin nói tại phiên họp toàn thể Diễn đàn Kinh tế Phương Đông hồi tháng 9, khi quyết định được đưa ra, cuộc bầu cử sẽ được công bố, ngày tháng bầu cử sẽ được ấn định, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện. Vào cuối tháng 11, lãnh đạo Đảng Cộng hòa CPRF ông Gennady Zyuganov cho biết đảng này đã sẵn sàng và sẽ tham gia bầu cử nhưng không nói rõ về việc bản thân ông có tham gia hay không. Cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất ở Nga được tổ chức vào năm 2018. Các ứng cử viên CPRF Đảng dân chủ tự do Nga, Liên minh nhân dân Nga, Đảng kiến dân sự, người Cộng sản Nga, IAS Local và Đảng tăng trưởng đã tham gia. Ông Putin tranh cử với tư cách là ứng cử viên tự ứng cử và nhận được hơn 76% phiếu bầu. Ông Pavel Grudinin, ứng cử viên CPRF, đứng thứ hai với hơn 11%. Các cuộc thăm dò ý kiến trong nước cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với ông Putin là 80%. Hơn nữa, với sự ủng hộ của truyền thông nhà nước và hầu như không có bất đồng chính kiến nào trong công chúng, truyền thông dự đoán gần như chắc chắn ông Putin sẽ giành chiến thắng. Ông Putin, 70 tuổi, đang trong nhiệm kỳ tổng thống thứ tư. Trong cuộc bầu cử vào tháng 3 năm 2000, ông Putin đứng đầu trong 10 ứng cử viên và trở thành tổng thống thứ hai của Liên bang Nga thời kỳ hậu Xô Viết sau khi ông Boris Yeltsin từ chức. Ông Putin giữ chức vụ tổng thống trong hai nhiệm kỳ liên tiếp từ ngày 7 tháng 5 năm 2000 đến ngày 7 tháng 5 năm 2008. Năm 2012, ông Putin tiếp tục tranh cử Tổng thống và đắc cử nhiệm kỳ thứ ba với 63% số phiếu cử tri. Năm 2012, ông Putin tiếp tục tranh cử Tổng thống và đắc cử nhiệm kỳ thứ ba với 63% số phiếu cử tri. Năm 2018, ông Putin giành 77% phiếu bầu Tổng thống vào kỳ bầu cử tháng 3 trong nhiệm kỳ 6 năm sẽ kết thúc vào năm 2024. Trong năm 2020, sau cuộc trưng cầu dân Ý, Nga thông qua sửa đổi hiến pháp, trong đó có việc dỡ bỏ giới hạn nhiệm kỳ Tổng thống, Mở đường cho ông Putin có thể nắm quyền đến năm 2036, theo điện Kremlin, những sửa đổi hiến pháp này là cần thiết để tăng cường vai trò của quốc hội và cải thiện chính sách xã hội và hành chính công.